Ai là người mời cái ông Giang này tới đây vậy? Có biết là các bạn đang làm ra cái việc gì hay không? Thành, em dạ. Có bỏ thuốc mê vô trong đồ ăn không vậy? Sao chưa đổi mật khẩu nữa? Hai người có vẻ thân quá ha. Có bao giờ bà nghĩ là con không thiếu thốn không?